tại trụ sở chính vì nghi bị tấn công hóa học. Facebook có thể đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công hóa học có chủ đích. Sau khi hệ thống an ninh tại trụ sở trên đường Menlo Park phát hiện thấy một vài kiện hàng trên băng truyền phản ứng dương tính với chất sarin, đây vốn là một hợp chất cực độc, có thể phá vỡ hệ thần kinh của con người và được sử dụng làm vũ khí hóa học. Tuy nhiên công ước về vũ khí hóa học đã nghiêm cấm việc sản xuất và tàng trữ sarin kể từ tháng 4 năm 1997, năm 1995 từng có một vụ tấn công khủng bố bằng khí sarin đã xảy ra tại Nhật Bản, khiến 12 người thiệt mạng và hàng ngàn người bị thương. Theo người đại diện này, hiện vẫn chưa nhân viên nào có triệu chứng do tiếp xúc với chất sarin. Các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào công ty công nghệ Mỹ khiến nhiều nhân viên lo lắng. Cuộc tấn công tạm thời được coi là có chủ đích tại Facebook, góp phần làm nổi bật thêm mối lo ngại ngày càng gia tăng đối với các công ty công nghệ tại thung lũng Silicon. Khi những kẻ thù ghét dịch vụ mạng xã hội, mạng chia sẻ video có xu hướng biến đau thương thành hành động.